mặn mà. Yêu nhau tìm đến bên nhau, hương nên nồng thắm thêm sâu, ngọt ngào cay đắng, nhớ nhung giận hờn lo lắng, vì hạnh phúc mãi mãi là tình yêu. Như sao mai lấp lánh giữa không gian mùa xuân, như trăng tròn dịu mát sáng soi cho trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai. Một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa em vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng. Yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai. Một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa em vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng. Yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Xin kính trình cái lễ quốc gia mời diễn tập con gái bị bổ sung dự lễ để
cho các câu hỏi để cho tôi cùng đánh chưa? Kính rượu, kính rượu, kính rượu. Kính rượu ông đại diện có gì không? Sẵn đó mà luôn. Đi lỡ đi tới là luôn. Thôi. Trung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kịp đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày à, hôm nay là họ nhà trai tôi tới đây. Trước hết thì tôi xin là đem theo cái chú rể, để là chú rể ra mắt tất cả ông bà cô bác của họ nhà gái hôm nay. Và sau đó là tôi có đem theo bốn cái mâm thực vật để trước tôi dâng lên cúng cụ quyền, sau là quý tộc và cùng quý khách dùng để lấy tiểu. Vậy tôi mời quý tộc bên gái dùng trong buổi lễ để nhậm lễ này. Lớn mấy ông uống rượu nữa. Thì giờ ở đây lại gì tập đi, còn ai lớn không nữa. Bây giờ mình làm luôn rồi. Có mình làm. Không có gì nữa. Được rồi đó. Được rồi đó. Ở nhà trai tôi tới đây hôm nay đó là tôi có đem theo cái chú rể để chú mắt rồi chú rể ra mắt tất cả ông bà cô bác và anh chị em gần xa. Và sau đó tôi có đem theo bốn cái mâm thực vật để chúc quý quyền, sau giờ quý bà là quý khách dùng để thể. Để tôi mời quý bà là gì cũng dùng để đây này. Nếu ngồi ở ngoài hỏi bóng viên không ạ? Cô Năm, cô Năm. Ngày anh đến canh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kỷ tư. Đi cái điện báo cho cô dâu, trong đó thì không rồi có hứa là có 10 chỉ vàng, đồng vàng 24, trong đó thì còn là lắc, dây chuyền, bông, nhẫn, trong đó có đôi nhẫn cưới viên. Và cái tiền thông dụng trong cái lễ này thì là 20 triệu đồng, và bằng tiền mặt còn cái 5 triệu là trong cô dâu đã trang trí bên kia về nhà chồng. Và xin kính tình quý bà và mời quý bà đã dùng cung lễ để nhận cái lễ này. Và trong cái lễ kính lễ hôm nay là bên họ nhà trai chúng tôi có đem theo cái mỹ phẩm cho cô dâu. Trong mỹ phẩm cô dâu đó là có một cây vàng mà 10 chỉ là vàng 24, trong đó là gần là lắc, nhẫn, dây chuyền và bông. Trong đó có đây nhẫn cưới là ghim. Và trong 25 triệu đồng là tiền mặt, trong đó là 20 triệu là tiền thông dụng của lễ này, và 5 triệu là tiền để cô dâu trang trí khi về nhà chồng. Thì vậy tôi kính mời lãnh đạo hơn dùng chung buổi lễ để nhận lễ. Chẳng
thêm một bò nữa hả? Có nhịp cầu đưa lối, mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dân tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đổi trao, câu chuyện trầu ca. Nói với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước cậy người qua mỗi mai trầu cau. Chàng thương em xin lại thương, ba em mẹ em đồng ý, phần làm con cúi đầu xin vâng. Tôi con bé chị nhìn máy em đó, okay. Rồi tập bây giờ tập lễ của mọi nhà trai đến
đây đúng rồi, không sao rồi. Và xin mời với cô dâu cùng với trước ghế cũng như chủ hôn hai bên cùng tiến về với đầu bàn tiệc để bên trên chúng tôi tiến hành nghi thức cho buổi lễ thành hôn hôm nay. Xin trọng kính mời. Đề nghĩa phu thê, mẹ cha gia đình em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Xin long hoang chào đón họ tộc hai bên cùng toàn thể thiết bị quan khách quý và có mặt sự hiện diện trong buổi lễ vu vi của cô dâu trước ly và trước ghế thành tâm. Lời nói đầu tiên, cho phép quý tướng xin được bàn phép thay mặt chủ hôn hai họ cùng với tăng nương và tăng lang cũng như tất cả anh em trong ban nhạc tình nhân xin được gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt như. Kính thưa họ tộc hai bên, kính thưa cùng toàn thể quý vị quan khách quý, tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở với những diễn biến nhiều cảm xúc và những cung bậc khác nhau.
song vẫn có một điểm chung. Khi bước vào đường yêu, khi đôi trái tim cùng vào chung một điểm đập, và họ luôn gắn kết với nhau sống trong một mái ấm gia đình. Và họ nguyện như chim liền cánh, như cây liền cành. Kính thưa toàn thể quý vị, và đã trải qua bao năm tháng với những khó khăn trong cuộc sống, cũng như tình yêu của đôi yêu của chúng tôi được gây dựng với sự tình cờ và chớp nhoáng. Và sự chớp nhoáng tình cờ đó đã khiến họ đến gần với nhau hơn. Đó là cơ duyên, là tình duyên yêu thương của đôi yêu của chúng tôi đã dành tặng cho nhau. Và chắc có lẽ rằng trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, họ luôn luôn mãi mãi gắn kết với nhau để có một ngày vui và sự trọn vẹn và viên mãn như ngày hôm nay. Và ngay thời khắc thật sự quan trọng nhất cho cuộc đời của Tăng Nương và Tăng Lan, xin mời quý vị của chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng hai bó hoa đẹp nhất, rạng ngời nhất với cô dâu Trúc Ly và Trúc Nghệ Thanh Tâm. Một trong tay nông nhìn quý vị, kính thưa quý vị, và một hình ảnh đẹp đồng ưu của chúng tôi, họ cùng vai kề vai, hai chiếc tiếp tục vào trước một kỷ đồng và cùng dìu dắt nhau đi những bước đi đầu tiên trong cuộc đời của họ thật sự vững vàng biết bao. Cái đời sự chứng kiến của toàn thể quý vị đã cùng mang đến cái những lời chúc tốt đẹp nhất đến với Tăng Nương và Tăng Lan của chúng tôi. Chân thành cảm ơn những tràng pháo tay từ phía tất cả quý vị đã đưa Tăng Nương và Tăng Lan của chúng tôi đi đến đài hòa hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị, có một câu nói, một câu ca dao mà luôn luôn mỗi con người của chúng ta đều nghĩ đến mỗi khi chúng ta nhắc đến cha và mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, chiếc gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lộng lộng không phụ kính công cha. Kính thưa toàn thể quý vị, có rất là nhiều những câu ca dao tục ngữ nói về cha, về mẹ, nhưng mà mọi con người của chúng ta, tình yêu thương của cha mẹ lúc nào ghi thẳng vào trong trái tim của chúng ta, trong mỗi con người của chúng ta. Vì công lao nuôi dưỡng sinh thành của cha mẹ, có thể nói rằng những vất vả gian lao, những cực khổ, thậm chí với những giọt mồ hôi và nước mắt của người cha và mẹ đã cùng chăm sóc, lo lắng, đùm bọc cho những đứa con tăng yêu của mình, và mong muốn rằng những đứa con tăng yêu của mình thật sự khỏe mạnh, trưởng thành và thành đạt. Chính vì thế đó, ngay sau đây chúng tôi cùng xin trọng kính mời giới thiệu đến tất cả quý vị thành phần chủ hôn hai họ sẽ cùng lần lượt tiến về khán lệ để chung vui với hai đứa con tăng yêu của mình. Đầu tiên, chúng tôi cùng xin trọng kính mời ông Nguyễn Phong A và bà Nguyễn Thị Hương là song tăng song phụ của cô dâu Trúc Ly, đồng thời vinh dự chủ hôn họ tộc nhà gái. Chúng ta dành một tràng pháo tay chào mừng chủ hôn họ tộc nhà gái chúng tôi. Họ nhanh lên. Và tiếp theo, chúng tôi cùng xin trọng kính mời đại diện chủ hôn họ tộc nhà trai có ông Lê Văn Tám và bà Trần Thị Thắng là song tân song phụ của chú Nghệ Thành Tâm. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào mừng chủ hôn họ tộc nhà trai chúng tôi. Con cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước tràn đầy ngoài khơi. Kính thưa toàn thể quý vị đã thấy hiện diện ngay khán lễ lúc này, đó là đại gia đình của chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất là được nghênh đón đến toàn thể quý vị và các quý của chúng ta cùng đến dự trong buổi lễ vui vui hôm nay. Và hạnh phúc thứ hai là giữa cha và mẹ của hai bên cảm thấy vui lòng khi đến những đứa con tăng yêu của mình, đặc biệt là cô dâu Trúc Ly và chú rể Thành Tâm, cùng sánh bước bên nhau để xây dựng ngôi nhà hạnh phúc thật sự tuyệt vời biết bao. Chính vì điều đó, ngay sau đây gia đình của chúng tôi để cảm ơn đến tất cả quý vị, thay cho lời cảm ơn nồng nàn nhất của gia đình chúng tôi, xin được gửi đến tất cả quý vị một lời chào, thay lời cảm ơn, lời chào của hai bên gia đình cùng với Tăng Nương và Tăng Lan. Xin được phép bắt đầu. Ông Nguyễn Văn A sẽ có lời phát biểu cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý tộc ở nhà gái và nhà trai, nhân dịp lễ du quy
của con chúng tôi, thì tôi cũng đôi lời cảm ơn tất cả đã nhín chút thời gian đến chia vui cùng với gia đình chúng tôi. Không biết nói gì hơn, xin chúc quý khách ngon miệng và khỏe mạnh trong công việc. Xin hết. Đó là những lời phát biểu chân cả tuyệt vời, vì nó chứa đựng những tình cảm sâu sắc nhất của chủ khôn họ tộc nhà cái chúng tôi. Chân thành cảm ơn ông rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị nhân ngày vui trọng đại hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và nghi thức đầu tiên để dành tặng cho tăng nương và tăng an của chúng tôi nhân ngày vui trọng đại hôm nay để lưu lại với những khoảnh khắc, những thước phim kỷ niệm là một cuộc mốc quan trọng nhất trong cuộc đời cũng như trong cuộc sống hôn nhân của Đông Hương. Và xin mời Đông Hương tiến về với tháp rượu và lề và cùng thực hiện nghi thức rót rượu trầm bình. Và ngay lúc này một lần nữa chúng ta đang chứng kiến đó là một khoảnh khắc đẹp, một kỷ niệm sâu sắc nhất của Tăng Nương và Tăng An chúng tôi. Họ cùng tay trong tay cùng sát với những giọt mật tình yêu của họ. Kính thưa toàn thể quý vị, và những giọt rượu pha lê cũng như chạy từ đầu tháp pha lê đến cuối tháp pha lê và nói lên rằng và kể từ đây đồng hương của chúng tôi sẽ cùng sẵn. Lúc này chúng ta dành tặng cho Tăng Nương và Tăng An một tràng pháo tay thay cho lời chúc mừng cho năm hạnh phúc. Em như một chén rượu cay, ăn chưa ngấp cạn mà lòng đã say. Em nguyện làm chén rượu cay để ăn uống cạn để say suốt đời. Và cô dâu cùng cầm ly rượu và chân lên với mẹ chồng của mình. Và cũng như chú ghế sẽ cầm ly rượu này và dâng lên mẹ vợ của mình và nói rằng ở công lao sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ đã cùng nuôi dưỡng những đứa con thân yêu của mình, để ngày hôm nay con được chọn cho mình một người vợ cũng như con chọn cho mình một người chồng, để kể từ nay hai con sẽ cùng gắn kết với nhau sống đến trọn đời. Để sẽ cùng dâng rượu đến cha vợ của mình. Và lúc này cho phép quý tướng xin mời quý vị bên dưới, chúng ta có ly nước ngọt, có trà đá, có rượu hoặc có bia, chúng ta cùng nâng ly cao quý vị nha. 1, 2, 3, vô. Vì con cha mẹ chống già, vì con cha mẹ không quản nhọc nhằn. Và xin mời hai bên được tham gia, ta cùng bắt một cánh tay với nhau ạ. Xin mời ông hai bà xui ạ. Dạ đúng rồi. Đó là nụ hôn tuyệt vời quý vị. Chúng ta dành tặng cho một tràng pháo tay thật to thật nông như cái đứa con mơ. Dạ cảm ơn hai bên được tham gia và xin mời ông bà cùng trở về mặt tiền danh dự. Trong ngày cuối hôn nhân, ngày vui bánh có thể nói rằng sự ngọt ngào, sự sẻ chia của đôi bên của chúng tôi một cách chúc Tân Nương và Tân Lan sống đến sinh long đầu bạc hai gấp. Xin chúc cho Tân Nương và Tân Lan phong trắng đầy đặn ba gấp. Xin chúc Tân Nương và Tân Lan mãi mãi luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cẩn gia bôi cái ngày vui trọng đại hôm nay và để ly sự hậu cẩn gia bôi này tiêm phần thăng hoa hơn cũng như ngọt ngọt cay cay của ly rượu thì quý vị của chúng ta một lần nữa hãy hòa theo ly rượu gia bôi với được không ạ? Rót đầy ly cái đường không quý vị, một lần nữa nha quý vị, chúng ta hãy cùng bắt tư nhịp nha. 1, 2, 3,
hai tay nâng chén rượu nồng, tình chàng ý tiết mặn nồng thủy chung. Đây là giây phút mà quý vị chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ của Đông Quê Ưng của chúng tôi. Kính thưa tập thể quý vị, và để chứng minh rằng tình yêu của họ dành tặng cho nhau, thì ngay lúc này, ngay tại tháng lễ này, Tăng Lương và Tăng Lan của chúng tôi sẽ cùng thực hiện với một nghi thức nho nhỏ. Nghi thức này có như là một cột mốc quan trọng nhất trong ngày vui trọng đại hôm nay. Kính thưa tập thể quý vị, cũng như có câu khi xưa vừa mới quen nhau, muốn hôn một cái mà sau phập phồng. Ngày nay nên nghĩa vợ chồng, anh hôn một cái để thỏ lòng ước mong. Ngay lúc này chúng ta liên tưởng ngay với những nụ hôn nồng cháy, quý vị có đồng ý không ạ? À? Đồng ý thì một tràng bó tay thật to có được không quý vị? Kính thưa quý vị, và trước khi Tăng Lương và Tăng Lan của chúng ta cùng trao cho nhau nụ hôn, thì xin mời Tăng Lương và Tăng Lan ta hãy cùng tạo một tư thế cho quý vị, tư thế vững vàng nhất nha. Xin mời cô dâu ạ. À, trước kể dâu, đó là vùng eo, đúng rồi. Và cô dâu, bàn tay cô dâu thì rất là mềm mại rồi, cần sự cứng cáp mạnh mẽ để che chở cái cô dâu. Chính vì đó cô dâu sẽ đặt lên bờ vai chú ghế ạ. Và ngay lúc này để nụ hôn này thêm phần hấp dẫn và thăng hoa nhờ quý vị bên dưới nha. Chúng ta hãy cùng bắt theo nhịp nha. Cô dâu chú ghế đã sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Cô dâu nào? À bây giờ sẵn đây hỏi luôn. À, từ trước khi mà hai người quen nhau có hôn đây nào chưa? Nói thật lòng nha, nói không không, cái này là nói thật lòng, có hôn nha lần nào chưa? Chưa. Thật luôn vậy đó hả? Hôm nay là phải hôn thật lâu thật dài nha, ok chưa? Rồi hôm nay hôn trước họ tộc hai bên cùng quan khách, cảm thấy rất hồi hộp không ạ? À? Vui không? Đúng rồi. Và cái bây giờ chúng ta hãy cùng bắt tay nhịp và nụ hôn mà thật dài. Những chặng bắt tay quý vị, nếu mà dài, càng dài, càng kéo dài thì đồng ưu chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn, à lâu hơn ạ. À. Xin mời quý vị, quý vị chúng ta hãy chứng minh nhá. 1, 2, 3, một chặng bắt tay nồng nhịp quý vị. Nụ hôn là ngọt ngào anh dành cho em, và em sẽ cùng nói đến với anh rằng em mãi mãi sẽ yêu anh và cùng anh đi đến suốt cuộc đời này. Đáp trả lại chàng chú ghế này chủ động hôn cô dâu, và chú ghế chủ động, bây giờ cô dâu chủ động hôn lại. Có qua có lại đồng ý không quý vị? Có qua có lại mới tội lòng nhau chứ nào? Một trong các tay đồng nhiệt quý vị. Và xin mời cô dâu và cùng trở về tư thế cũ cô dâu ha, đừng mắc cỡ. Vâng, qua ngày lễ hôm nay là chính thức là vợ chồng với nhau rồi. Rồi xin mời cô dâu chuẩn bị chứ nào. Đồng Quyền Hương và cảm ơn sự chứng kiến tất cả quý vị, và nụ hôn vừa qua đã khép lại cho buổi lễ vui vui hôm nay, và xin chúc cho Tăng Nương và Tăng Lan cho năm hạnh phúc mãi mãi trọn đời bên nhau. Xin cảm ơn quý vị đã cùng chứng kiến, cảm ơn rất là nhiều. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt thanh trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy. Nhân sinh cái duyên đôi mình.
sống sừng nhà vui quá vui tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi lễ ra mắt tanh trong tay trước nhân sinh kết duyên đôi
cùng vui. Anh ơi, anh em ta lâu ngày gặp nhau, nâng ly ta chúc ngày vui mới, uống cho say ngất cuộc đời. Uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư, bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô, uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say 1, 2, 3 vô, uống cho say cùng nhau nâng ly, câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui say cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết sự đời, quên hết sự đời. Cùng vui em ơi, uống cho say cùng vui anh ơi, anh em ta lâu ngày gặp nhau, nâng ly ta chúc ngày vui mới, uống cho say ngất cuộc đời. Uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư, bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô, uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say 1, 2, 3 vô, uống cho say cùng nhau nâng ly, câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui say cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết sự đời, quên hết sự đời. Câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui say cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết cái sự đời. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Yeah. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương
chúng ta từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày im nắng dưới bóng dừa lạ lưới, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Cho lòng ta đang chìm đắm với áo dài tung tăng, em bước đi lòng anh xuyên sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được truyền cho. Nè nhà bé ở đâu cho anh xin tính em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng, biết chi nhà người ta xin tránh ra những em lối đi. Mà nhà em thiệt là có em quen anh em sẽ bị đo. Hẹn ngàn mai lớn lên đi em sẽ trao anh trái tim. Sao anh yêu em yêu thật lòng mà, ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quần lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao, ai thèm tình ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao, khi ta quen đã bao ngày rồi mà ngày chi hơi người ơi sao không cùng nhau sành bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chào anh mai gặp nhau anh nhé. Bóng dáng em đẹp xinh cho lòng anh đang chìm đắm thì không, với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyên sao. Xạo. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được chuyện cho. Nè nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng, đường biết thôi. Chỉ nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đo. Hẹn anh mai lớn lên đi em sẽ trao anh trái tim. Chẳng biết làm sao, anh yêu em yêu thật lòng mà, ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao, ai thèm tin ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao, khi ta quen đã bao ngày rồi mà ngày chi hơi người ơi sao không cùng nhau sành bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chào anh mai gặp nhau anh nhé. Con nhà ai sao mà khéo xinh, con bà hai sao mà khéo đẹp. Để lòng ai nhớ nhung, cho lòng ai bồi hồi sao suy. Trong giấc mơ ôm ấp bóng hình, đem lại về mong nhớ tương tư. Lòng ngậm ngùi, tình vương vấn, xin yêu em yêu mãi muôn đời. Bóng dáng ai đẹp xinh, cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyên sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được chuyện cho. Nè nhà bé ở đâu cho anh xin tính em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng, biết chi nhà người ta xin tránh ra nhiều em. Thật lòng
chớ lo chi, trái tim anh luôn thật lòng. Không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận. Chỉ trái tim anh luôn thật lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Lỡ yêu thương.
cho mưa bão răng răng giữa đời. Tình yêu của tôi yêu người mãi thôi. Xin cho người ngàn lời dịu êm. Người yêu của tôi ơi, giấc mộng của tôi thật say đắm tay trong tay người. Tình yêu của tôi ơi, bên người dấu yêu. Tim em trao người một người mà thôi. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bây em chưa lớn, chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời. Trong tình yêu như thế nào, dòng sâu là bao, nào đó được đâu. Lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngàn. Nồng sâu tùy sống làm sao mà trông, chưa đổ bên biết nơi nào đục trong. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ. Bỏ lại sau lưng bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đường buồn. Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng. Từng con sông đời người con gái không muốn yêu ai được. Rồi kính cũ cho bà nội nè. Đó vậy đó, nhiệt nhiệt nha. Bưng tay mẫu bà. Bà có vô mẫu nó sát cho em. Bà nội bưng tay mẫu. Có vô mẫu. Nó sát cho nhìn lên nè. Có vô mẫu. Rồi. Rồi hai bà nè. Rồi nội uống đi nội ơi. Rồi nhận lại chung cụ. Nhận lại. Ngoại đâu? Đúng đi, đúng tiếp. Rồi, đi, 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 đ
Uống được chưa uống? Cái hộp bia uống hết. Chính ra là uống rượu của ngoại. Lấy đồ uống đi, của bà ngoại nha. Nấu ngoại gì em làm hết. Chưa mà chứ không ai nói gì. Đặt ra. Nó tới. Nó còn nhà ông. Mà nhà ông, mất chồng bà nội. Cô giáo phụ nào mà đứa. Cô xét cho em. Cô nghĩ nha. Cháu mở rồi coi cho nha. Mở ra là. Mở rồi coi nào. Rồi đi vô cháu luôn nha ngoại. Nội. Rồi. Mở chát nha. Chị chàng không vậy. Đem tay. Em đi rồi ôm hôn bà nội cái em rồi hôn bà nội nhẹn cái rồi hôn cái chỉ hôm hoài hôm nay cháu được lại chiếc xe, ngày mai cháu có chồng, đi dẫn đến ông chồng đứng cháu, cậu thấy cháu mạnh khỏe đến giờ. Hai cháu được làm lễ ông bà, cùng cha với mẹ ruột gà anh em, ông cha mẹ ngày đêm quan dưỡng, công chân thần để dưỡng từ lâu. Thiên thần cho mình cháu với cháu, nhỏ cháu luôn với cha mẹ có lấy đến chồng. Thân thù liễu đánh chịu tâm cùng cùng, cầu đầu cứu lại chính thượng như thân. Cậu thân hạ tám nhân quy ngày mai cháu cũng thích ra đi dục lại như lòng. Họ làm những bể của chú một thì mong giờ Đức Phật về trên. Cậu cháu như bổng như mòn thôi trở về hỏi nhà trần đông chứ không ngoài trầu. Tất cả nội ai bên. Chỗ nào? Rồi đứng lên xin cảm ơn. Đổ bên cưng, đổ bên liền. Ừ, đó. Rồi, đặt liền. Không một ly nữa cho ông. Cái tay cũng giữ tắm. Đó, đó, lông cho uống kìa. Đó, đẹp đi các bạn, các bạn. Người đâu? Quốc vụ ra. Mời ông Mười. Mười ông Sáu rồi nè. Ông Sáu nè. Ông muốn dẫn cho đó, chứ không dẫn cho vụ. Rồi giám đốc nhìn máy nói được không? Không được rồi, cho ra cho lấy cái liền bự một chút. Lấy bà gót cái liền bự một chút. Ông Sáu hôm nay thế nào? Ông Tư thế nào? Đúng đó, không giữa. Ông giữa rồi. Cháu là chiếc chết rồi mấy. Rồi đứng sáng vô chú ơi, kính đồ luôn rồi chú ơi. Rồi kính cụ như chú nè cưng, tập trung nè. Rồi chú đứng sáng cho mình coi chú ơi, chú đứng sáng cho mình coi nè. Rồi vậy lên bán chú. Rồi này hai ba cái bố. Rồi quý chú ơi. Chú bắt đậu dưỡng. Chú lụi cho cháu chú chứ. Lặn hai chú vô giùm con đi làm cái đẹp. Đây nè, thấy ông đi đấy rồi, bắn vô lên. Đó, bắn vô. Nè, đứng mỗi người chụp có hình đi. Từ từ để mở nè. Cho đẹp lặn hai cho hai chú. Chụp hình quay phim được chứ, để muốn chụp hình không có chụp được coi nào, chụp chết luôn á. Rồi hai chú đứng vô giùm con. Chú bác cậu dưỡng. Cứ vô uống rượu cho cháu là chiếc giá này hay bánh hồng. Thầy ơi, rõ hơn chưa? Ờ, đứng vô luôn anh. Cậu bên đây, cậu bên đây. Bên đây đó. Ờ, cái xuống kia đó, nè không có. Cậu đi vô, nhìn lên máy đi. Nhìn lên máy nè. Cậu cũng nhìn lên máy. Mày cũng đi rồi, tao lấy chiếc ảnh xong. Cũng đi rồi, ổng đeo lên quốc liền mà. Đưa ra, anh xuống ngồi đây đưa luôn. Đưa luôn.
Bác Năm nữa kìa, Bác Năm nữa kìa, có tuổi Bác Năm nữa kìa. Từ từ. Đúng rồi, ông Năm Gái. À, ông Năm Gái, ông Trang. Rồi tôi đứng vô giùm con, xin cái bản cho con. Tôi đưa đứng lên cho mình xin. Nhìn máy nha con. Chú bác cậu Dương. Rồi vậy xong rồi mình coi cái leo qua cái bài con. Bên kia đi kia. Đây đi bên này mà bên kia. Có gì đi hả? Có gì xíu hả? Đây là gấp quá còn nhỏ. Tôi sao cả trả vậy ha? Không mà nó sao mà đâu nó được. Hỏi bên đưa thầy trả lời. Hai cô cũng đi giùm con, xin nó bắn nhìn máy giùm con coi. Cô hai cô cũng đi. Cũng xét giùm con chút. Ơi. Cô vừa tiến lại hát chưa? Ai là anh chị? Bước vô uống rượu, chơi mạng, chơi làm hoài, bước vô uống rượu. Cái khá là cậu ơi, phải trời. Cái đẹp bây giờ cô bên gửi lại, cái đẹp lại cho. À, cô cầm nhìn máy giùm con. Cô gì cô tính hả? Nhìn máy kìa. Chuyên ra cho rồi. Rồi các cô ngồi xuống đi, ngồi xuống đó, cô dẫn cho đẹp à. Tiếp đi. Tiếp mở, bước vô cái rượu, tụi cháu ngày mai chiếc cháu với chồng. Rồi, dậy lên máy. Dậy lên rượu, dậy lên máy cho anh. Đứng lên luôn chị, đứng lên luôn. Cho cháu ngày mai với cháu với chồng. Con ra đời có mẹ cha là trời. Ở ôm hôn cha nhẹ cái đi anh, nhà vô liền. Ôm hôn cha. Rồi, rồi tới mẹ nè. Mẹ đứng lên đeo luôn rồi mẹ ơi. Xin
Hoàng có nói gì với chị không? Ê, cây nó nhiều. Má sẽ đủ không nè, má vô được. Má ở đây là một cái tính ra ghét, mà lỡ rồi đi ghét hơi. Ai gia đình nè, rồi hai ba miếng, coi là tắt nữa nè. Rồi, hai chồng đứng sát vô cô Châu luôn. Rồi, chào. Rồi, má này nè. Rồi, ở nhà tôi nè. Má này nè. Rồi. Em đứng xếp vô. Đó còn nữa kìa. Còn nữa kìa. Không còn nữa kìa. Bán mía rồi nè. Còn nữa đâu. Quay mía mấy tháng này. Không được nhiều. Quay mía rồi đó còn nữa kìa. Chẳng nữa đây. Rồi. Rồi ôm hôn chị nhẹ cái. Rồi cô cho ôm hôn nhẹ cái em. Mơ cho ông chị nữa nè. Rồi ôm hôn lại nè. Thay mặt gia đình kính mời quý khách ở cùng với gia đình một của cháu gọi là tình thân mật với gia đình thì tôi xin kính mời quý ông quý bà để của cháu thay mặt gia đình. Rồi đại nghiệp mọi người ơi. Rồi. Nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là người miền Tây ơi.
rất dễ thương.